anh đã đến với kênh Kho Đồ Nghề Nhật Bãi của em. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên 25 mã nha các anh. Đó, trong buổi 24 ha, 25 mã. Em sẽ biết mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay là một con mọ lết size lớn nha các anh. Con này thì size của nó là lên tới 45cm ha. Đó, con này là dạng hàng khủng ha, 45cm, hàng của nhà Hit ha. Con này là của Hit này các anh thấy không? Đó, Hit Nhật Bản nha các anh, Japan này đó, các anh thấy đầy đủ không? Size 18 in tương đương 45cm, ngàm của nó mở rộng là 5,5cm giúp em nha các anh. Đây, ngàm con này rất là đẹp ha, không có dập giết gì luôn đó các anh. Đây, ngàm rất là ok này. Đây các anh thấy không ạ? Bên trong ngàm là dày dặn ha. Đó, xuất sắc các anh ơi. Con này thì chất thép này, các anh thấy không, chất thép này, nó chuyên mở nặng mà các anh, nó dạng mở nặng mà, trời ơi, các anh thấy không, ngon lành cành đào ha. Size 45cm cho con Hit này, strong Hit. Dạ rồi, con này mã số 1 giúp em ha. Trời ơi, chất thép con này em phải nói là cực kỳ dày dặn, cầm rất là đầm tay cho con này nha. Các anh vặn mở là vặn mở nặng bao tốt ha. Mã số 1 giúp em. Giá của nó là 650.000 ạ. Mã số 1 650.000. Và mã số 2 là một cặp vít của Mỹ nha các anh, đều là của Mỹ hết ha, USA. Và đối với cặp vít này thì nó được thiết kế cái tay cầm theo hình trái khế. Đối với cái tay cầm này, thứ nhất các anh cầm nó rất có lực, và khi các anh làm việc trong môi trường dầu nhớt thì nó cũng không có bị trượt ha, các anh vặn rất là tốt nha các anh. Đó, thì hai con với hai size khác nhau. Con bé này thì kích thước của nó là 16cm nha các anh. Con này 16cm và con này 23,5cm. Mũi con này là mũi 5 ly và mũi con này là 8 ly ha các anh. Mã số 2, cặp này giá của nó là 250.000 nha các anh. Mã 2 250.000 ạ. Và mã số 3 là một con sủi hàng của Mỹ ha. Con này thì dài tổng của nó là 29cm nha. Cái ron này thì các anh để cũng được mà không cũng được ha. Đó, mình có thể mình nhét vào trong đây cũng được nha các anh. Đó, mình nhét cái rau này vào ra cũng được. Dạ rồi, con này thì đối với cái hàng này thì nó cực kỳ là tiện lợi ở cái chỗ này để em. Đây, con này là hàng của Ongai USA ha, để tiện lợi ở chỗ nào. Thì đối với cái con này ha, các anh không có cần là mình phải thay cái vít nha các anh. Đó, thì đây. Đó, các anh chỉ cần vặn ra và mình nhấn cái thread này, mình nhấn vào đây để mình thay mũi, thay lưỡi ha. Đó, chứ không cần phải mở vít để có thể thay lưỡi như những con khác nha. Đó, nó rất là ok luôn, để nó tiện lợi để các anh có thể làm việc á. Đó, con sủi hàng của Mỹ, mã số 3 giúp em ha. Con này giá của nó là 300.000 nha các anh. Mã số 3 300.000 giúp em. Và mã số 4 là một con kìm bóp chết của Touch. Con này thì size 8 in tương đương là 20cm nha các anh. Ngoại hình thì cái chỗ này thì nó hơi bị chày chút xíu thôi nè các anh thấy không? Nó chứ còn cái phần cái nước da của nó rất là ok ha, phần còn lại nước da của nó rất là ok nha. Đây là phần ngàm của nó nha các anh. Đó, ngàm miệng của nó ha, bên trong răng lợi. Đây, răng lợi bên đây là đẹp nha các anh, răng lợi rất là đẹp ha. Đó, còn con bên đây thì có một số chỗ nó sẽ bị dính cái đốm hèn này, một cái vết đây này, nó không ăn thua ha. Các anh nhìn chung cái tổng quan này, cái răng lợi con này rất là ok. Các anh kẹp bóp thì khỏi phải nói rồi ha các anh, ngon làm cành đào luôn đó. Lò xo nè, các anh thấy không, lò xo xịn sò nha. Đó, mã số 4 giúp em. Con này giá của nó là 380.000 ạ. Mã số 4 kìm bóp chết 380.000. Và mã số 5 là một con cân lò xo ha. Đó, con này là size 7kg giúp em, chốt đồng ha. Con này hàng của Nhật ạ. Thì đối với cái con cân này, nó có cái độ di động, nó có cái độ tiện lợi rất là cao. Đây, các anh chỉ cần treo lên là mình móc cái độ vạch cành cân xuống là ở cái vạch này này. Đó, là nó sẽ hiện tới cái số ký bao nhiêu thì mình đọc ở cái số đó ha các anh. Đó, hàng con này 7kg, các anh có thể là mình mang mình cân trong cái phạm vi đó thì nó cũng rất là ok ha các anh. Đó, rất là đơn đơn giản này, các anh có thể bỏ túi, bỏ ba lô này kia, nhẹ nhàng thoải mái. Chính xác mã số 5. Con này giá 350.000 giúp em nha các anh. Mã 5 350.000 ạ. Và mã số 6 là một con kìm điện nhà Fujiya dài 21,5 cm nha các anh. Đó, con này thì các anh thấy là cái độ mới của nó, cái phần nước zin phủ của hãng vẫn còn nguyên này. Đó, các anh thấy không? Đó, thì đối với cái con như vậy là nó rất là ít khi để có thể xét được nó ha các anh, khi nó còn nguyên lớp này, các anh thấy không? Đẹp ha. Hàng nội địa Nhật giúp em, Fujiya Japan. Đó, vỏ tay cầm này, các anh thấy không? Vỏ tay cầm là rất là ok nha. Hoạt động là êm mượt, bên trong răng lợi đẹp, răng lợi rất là đều nha các anh ơi. Đó, về phần cái lưỡi cắt này, lưỡi cắt ngon, khít, đẹp, không có sứt mẻ gì ở đây. Nói chung con này cực kỳ là ok. Mã số 6, giá của nó là 300.000 nha các anh. Mã 6 300.000 giúp em. Và mã số 7 là một con dao của Global. Con này thì cực kỳ chất nha các anh. Giá của nó, kích thước của nó ha, là nó dài tổng là 25,5 cm với cái lưỡi là 13 cm nha các anh. Con dao Global này là một trong những con dao được các đầu bếp rất là tin dùng. Tại vì sao? Nó có, thứ nhất là con này nó làm từ thép chromova 18, siêu chống rỉ nha các anh, siêu chống rỉ ha. Đó, thì đối với những cái con dao này á, khi mà các anh cắt rau củ quả trái cây cực kỳ là hợp lý. Tại vì sao nữa này, tại vì sao mà nó được tin dùng nữa này. Các anh thấy đối với cái cán đúng không ạ? Cán nó được thiết kế rất là vừa cái lòng bàn tay của các anh, nên khi mình làm việc á, nó rất là dễ dàng là cái thứ nhất. Cái cán này á, là nó được thiết kế rỗng giúp cân bằng lực, và giúp con dao này nó vừa cân bằng lực và nó nhẹ hơn so với các con dao khác. Đồng thời đó, nó làm cho cái thao tác của anh nó nhanh nhẹn, mà cái con dao nó đi những cái đường rất là bén ha các anh. Đó, đây này, nó chống bám bẩn rồi thức ăn lên trên đây ha các anh. Đó, rất là ok ở con dao này nha các anh. Đây, cái đường của nó là full hết như thế này ha. Đó, dao Global, con này là hàng chuẩn xịn zin giúp em ha. Hàng chưa qua sử dụng giúp em nha các anh ơi, hàng chưa qua sử dụng ha. Đó, cái dòng dao Global này nó được gấp và rèn liên tục, cực kỳ là xịn ha. Đó, anh nào mà đã xài dòng này rồi anh biết nó siêu chống rỉ, nên là nó sạch sẽ. Nó khi mà các anh làm đó, mình không có lo bị rỉ ha các anh. Đó, mài bén tốt, mài bén tốt, dễ sử dụng ha. Dạ rồi, con này mã số 7 giúp em ha. Trời ơi, con này là hàng rất là ok luôn. Đây, các anh thấy gì nó có lửa là các anh thấy nè. Đó, hàng chưa qua sử dụng nha các anh. Mã số 7, con này giá là 580.000 giúp em. Mã 7 580.000 ạ. Và mã số 8 là một con kìm bấm cốt dài 25,5 cm. Con này là hàng của nhà Loster giúp em. Thông số là 125, 25.5 và 8. Hoạt động tốt nha các anh. Đó, con này là hàng nội địa này. Tay cầm đồ vẫn còn đẹp nguyên này, các anh thấy không? Đó, ngon lành cành đào nha các anh ơi. Mã số 8, con kìm bấm cốt này giá là 350.000 giúp em ạ. Mã 8 350.000. Và mã số 9 là một con kéo cắt cành trên cao nha các anh. Con này thì nó dài khoảng tầm 95 cm giúp em ha. Đây là full hết của nó nè. Đó, các anh thấy không? Đó, đây là full hết cán lên của nó nè. Đó, 95 cm chiều dài của nó ha. Con này là hiệu cắt cành trên cao, hiệu con cua giúp em, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Anh nào chơi bonsai thì nó biết mấy cái dòng con cua này nó rất là ngon, rất là xịn nha các anh. À, đây là về cái phần lưỡi của nó ha, lưỡi cắt đây, các anh nhìn cái phần lưỡi đẹp nè. Đó, phần lưỡi cắt là đẹp này, không có bị dăm mẻ ha. Tuy nhiên thì cái phần đầu của nó này, các anh thấy cái phần đầu của nó thì nó đây, nó hơi bị mẻ chút xíu cái phần đầu đây, các anh thấy không? Đó, còn cái phần này là không có dăm mẻ nha các anh. Cái phần lưỡi này không có dăm này, chỉ có cái phần đầu chút xíu này. Đây, các anh thấy không? Nó không có đáng kể ha. Đó, quan trọng là cái phần lưỡi cắt đồ đây là ngon lành cành đèo hết này. Đó, ở đây là vẫn còn tem mạc này của hãng này, các anh thấy không? Đó, đấy, vẫn còn tem mạc này ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với cái con này thì các anh thấy là cái phần đây này thì nó sẽ hơi có cái độ, nó hơi bị cong nhẹ một chút xíu. Đây các anh thấy không, nó hơi cong nhẹ nhẹ chút xíu như vậy thôi. Nói chung là các anh cắt thì vẫn ok, nó không ảnh hưởng gì nha các anh. Đó, nên là mình anh nào mà mình cầu toàn, nó cái độ cầu toàn của mình nó cao hơn đó, các anh muốn thẳng băng á thì các anh không nên chốt con này ha. Còn anh nào mà mình sử dụng để mình cắt, mình hoạt động này kia đó thì con này là hoạt động tốt, cắt tốt nha. Nó tuy nhiên thì nó hơi bị vênh vênh chút xíu như vậy nha các anh, không có sao hết á. Đây các anh cắt thì vẫn ok thôi, nó không ảnh hưởng nha. Dạ rồi, con này mã số 9 ha, thì con này em để giá là 630.000 giúp em nha. Con này thì em ưu tiên chuyển khoản, các anh chuyển khoản thì em bao ship nha các anh. Mã số 9 630.000 giúp em ạ. Dạ, mã số 10 là một con dao đi rừng. Con này dài 35,5 cm với cái phần lưỡi ha. Phần lưỡi con này thì dài là 16,7 cm nha các anh. Đã cho 16,5 để cho nó tròn ha các anh. Đó, thì đây con này là full chữ và full bao vỏ. Đây con này là full bao gỗ giúp em luôn nha, rất là ok luôn. Con này này các anh mang đi chơi, đi phượt, đi rừng, đây có luôn bao gỗ cho các anh, an toàn tuyệt đối ha. Đó, đây là full tem, còn tem luôn nè. Lưỡi là 16,5 cm, dày 5,5 ly. Đó, 5,5 ly. Đây là cái phần sống dao chỗ này thì nó hơi dập dập chút xíu nha các anh, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái việc anh chặt cắt này kia đâu. Đó, này, đó. Đây các anh nhìn cái phần lưỡi dao này rất là đẹp ha. Đó, thì tiếp theo là các anh sẽ thắc mắc thì tại sao cái con này nhìn nó lại hơi đen đen, có vẻ hơi đen đen như vậy. Thì em cũng giải thích á là cái con này để mà đánh bóng nó ra thì rất là dễ, nhưng mà tuy nhiên em không có làm vậy, tại vì em muốn vẫn giữ lại cái lớp zin của hãng nó như thế này. Đây các anh thấy không ạ? Đây, như đây là những cái lớp zin của hãng nó như thế này, và những cái lớp phủ như thế này á thì nó giúp con dao hạn chế bị rỉ sét nha các anh. Đó, nó giúp con dao hạn chế bị sét, nên là em giữ cái lớp zin này nó lại như thế này. Đó, nhìn thứ nhất là các anh nhìn ở cái góc độ này á, nhìn nó khá là chất luôn. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, là nó giúp bảo vệ cái con dao ha. Mã số 10, con này giá là 700.000 giúp em nha các anh. Mã 10 700.000 ạ. Và mã số 11 là một con vít nhánh xoay ha. Con vít lụi này nếu mà chưa tính mũi thì dài 30 cm, tính mũi thì khoảng tầm 34 cm giúp em ha. Và con này nó có hai chế độ. Đây các anh nhìn này, các anh nhìn con vít này là các anh thấy mới liền luôn này các anh, cực kỳ là ok ha. Đây là cái chế độ bung của nó khi dài, và các anh không muốn bung đúng không, thì các anh chỉ cần mình nhấn xuống. Đó, mình nhấn xuống và các anh khóa, các anh lock cái chỗ này lại giúp em. Đó là các anh thấy không nè. Đó, là nó khóa lại liền và nó ở cái chế độ luồn hơn như thế này để khi các anh làm ha. Nên là con này các anh có thể vừa nhấn xoay được và vừa không nhấn xoay, tùy các anh, như một vít bình thường được luôn ha. Đó, như một con vít tự động bình thường được, không có vấn đề gì hết ha. Đây khi các anh mở ra nè, các anh thấy không, nó bung ra, nó tự bung ra. Thì đối với cái chế độ này nó giúp các anh làm việc trong các ngóc ngách, mình bỏ ốc vào đồ, các anh nhấn xoay nó trợ lực cho các anh làm ha. Hoặc mình có thể khoan nhẹ này kia, mình dùng con này được luôn nha các anh. Đó, thì con này là nó có tới tận là 6-7 mũi dự phòng lận ha. Đây một mũi nè, chưa hết, trong đây thì nó sẽ có kèm thêm những cái mũi khác, và những cái mũi này thì đều còn mới hết nha các anh. Đây nó có tới tận là 6 mũi đây các anh thấy không ạ. Đó, 6 mũi cộng với một cái mũi chia gắn nữa là tổng là 7 mũi. Đó ha, 3 kia 2 cạnh rồi những cái mũi khoan nhẹ gì ở đây là nó đều có hết nha. Đó, và nó để luôn ở trong cái thân vít như thế này, nên các anh không có lo là vấn đề là mình bị mất vít này kia ha. Đó, nên là cái bộ này là nó đầy đủ mà nó cũng an toàn nữa nha. Dạ rồi, mã này mã 11 giá 350.000 giúp em ạ. 11 350.000. Dạ, mã 12 là một con đuôi chuột dài 24 cm. Con này là 17-19 hàng của Super Tour giúp em này. Đuôi đẹp nha các anh. Đó, đây là các đầu răng lợi này, răng lợi ngon lành cành đào giúp em ha. Dạ rồi, con này mã 12 giá của nó là 300.000 giúp em này. Đó, các anh thấy không, ngoại hình đẹp chắc chắn. Đó, đây các anh nghe cái tiếng này, đó các anh thấy không ạ. Đó, rất là đanh nha, rất là đanh chứ không phải là lỏng lẻo như những con khác nha. Mã 12 300.000 giúp em. Và mã 13 là một dụng cụ chuyên mở đồ hộp nha các bạn. Đó, một cái dụng cụ chuyên mở đồ hộp này. Đây, xoáy vặn ở đây này, các bạn thấy không? À, nó sẽ đi ha. Dạ rồi, con này hiệu của nhà Koff, mã 13. Con này giá 180.000 giúp em ạ, 13 180.000. Dạ 14 là một con khóa 8 số. Con này thì là hiệu của Touch giúp em ha. Trời, các anh thấy ngoại hình con này cực kỳ mới và đẹp luôn này. Các anh nhìn này, nó rất là đẹp luôn ha. Mới cống luôn á, thông số của nó là ha các anh, 14 15 này, 11 13, 14 15, 16 17 và 19 22 nha. Này, các đầu là còn đẹp nguyên. Đó, các anh thấy không ạ? Đó. Dạ rồi, mã 14, con này giá là 400.000 giúp em ạ, 14 400.000. Dạ 15 là một con kìm cắt tút dài 16,5 cm. Con này thì hàng của hiệu của nó là hiệu King nha các anh, made in Japan. Đây các anh thấy không ạ? Made in Japan ha. Thì con này ngoài những cái ngàm cắt tút thì nó vẫn có một cái ngàm kẹp ở phía dưới đây nữa này, các anh thấy không? Đó. Thì về phần lưỡi cắt ha, con này lưỡi cắt là vẫn còn ok, ngon lành cành đào. Có một cái lỗ tút ở giữa đây. Đó, về phần lưỡi cắt là còn ok ha các anh. À, có một lỗ tút luôn và một cái ngàm kẹp dưới này, mã 15. Con này giá là 230.000 giúp em ạ, 15 230.000. Dạ 16 là một con khóa 4 số 13, 14, 17, 19 nha các anh. Toàn là những số thông dụng, 4 số này cực kỳ thông dụng luôn các anh, 13, 14, 17, 19 số nào cũng là số xài hết nha. Đây, thông số răng lợi đồ là đẹp nha các anh. Mã 16, con này giá 300.000 giúp em, 16 300.000 ạ. Dạ mã 17 là một con đá mài nha các anh. Con này là đá mài, độ mịn của nó là 800. Độ mịn 800 nha các anh. Đó thì nó phù hợp các anh mình có thể mài dao kéo tại nhà ha. Anh nào mà mình mài gia đình, mình làm gia đình, mình làm con này rất là ok mài. Cái độ mịn của nó là trung bình nên các anh có thể là mình mài bén cho làm trong nhà đồ rất là ok ha các anh. Đó, dễ dàng sử dụng. Mã 17 này thì nó chiều dài ha. Con này thì nó sẽ dài, tổng của nó là 20,5 cm nha các anh, rộng 7 cm, rộng 7 cm và dày là 2,5 cm. Có đế để các anh có thể mình dễ mài, có đế luôn ha. Đó. Dạ rồi, con này mã 17 giá của nó là 700.000 ha, đá mài mã 17 700.000. Và mã 18 là một con dao, con này dạng đi xanh cũng rất là ok, con dạng đa năng đó các anh. Đó ha, dao sinh tồn đó, con này dài tổng của nó là 23,5 cm nha các anh. Con này dài tổng 23,5 cm ha. Đó. Với phần lưỡi là 12,3 cm, em tính từ dưới góc đi lên luôn ha. Đó. Con này thì chất thép của nó là thép không rỉ Nhật Bản, stainless steel Japan. Con này là hàng thép không rỉ Nhật Bản nha các anh. Đây, đây các anh nhìn cái dáng con dao này, các anh thấy không? Rất là độc và đẹp nè. Đối với cái tay cầm này, các anh thấy những cái hãng mà nó cao cấp á, người ta rất là tinh tế bởi cái thiết kế tay cầm này, các anh thấy không? Đó, khi các anh cầm rất là có lực này, nó ôm vừa cái lòng cái độ cong của cái lòng bàn tay á, khi cái anh làm mình vặn mình cắt gì đó nó rất là có lực nè, các anh thấy không ạ? Đó, hai cái bên đây, cái đế nè. Đó, còn đây cái phần lưỡi dao nha. Nói về phần lưỡi dao thì nó dạng là 4 chiều luôn này, các anh thấy không? Đó, đây nhô đây dạng 4 chiều này. Đó. Thì phần lưỡi đẹp ha, lưỡi con này là không có sức mẻ gì hết. Đó, ngoài ra thì cái phần đây này, nếu mà các anh đi trên rừng á, thì các anh có thể dùng làm cái cưa được. Còn dưới biển thì dùng để đánh vẫy cá. Còn cái phần này á, các anh có thể dùng để mình cắt dây thừng á các anh. Đó, mình cắt dây thừng hoặc là mình có thể mình mắc nối hoặc là mình giật đó. Đó, khi mình đâm vào mình có thể mình kéo lên. Đây, ví dụ ha, đâm vào mình có thể kéo sách lên được luôn. Đây, nó có cái đồ mắc vào đây ha. Đó. Rất là ok ha. Ở trên đây vẫn là dao luôn nha các anh, như em đã nói rồi đó. Con này là nó đa chiều luôn này. Đó, các lưỡi của nó này, các anh thấy không? Các lưỡi của nó này. Đó. Dạ rồi, con này mã 18 giá là 680.000 giúp em nha các anh, 18 680.000. Dạ mã 19 là một con kéo của nhà Engineer. Con này thì dài 20 cm, 20,5 cm, stainless steel, thép không rỉ Nhật Bản này. Đó. Tay cầm đồ là thiết kế ngon lành cành đào ha các anh. Con này có độ cái độ cứng á, các pH là 51 thì các anh có thể dùng đây. Các anh thấy nè, con này nó có những cái đường răng cưa này, các anh dùng đây. Đó, các anh có thể là dùng để mình cắt những cái tôn mỏng nha các anh, tôn mỏng thôi ha. Đó, các anh có thể dùng để mình, ở đây là có những cái răng cưa, có cái giống như là cái lưỡi cưa này, mình có thể dùng để cắt dây điện, dây thần này kia đó ha. Đó, đây những con này nó cũng khá là đa năng đối với con này nha các anh. Đó, đối với con này nó thiết kế lưỡi để các anh có thể cắt đa dạng được, nó đa năng. Bản 19, giá con này là 300.000 giúp em ạ, 19 300.000. Dài mã 20 là một con kìm mở phe dài 13,5 cm. Con này hàng của Proto Mỹ nha các bạn, Proto USA ha. Đó, thì con này là kìm mở phe à. Mũi phe đẹp nha các bạn. Đó, mũi phe ngon lành cành đào. Dạ rồi, con này mã 20, giá của nó là 250.000 nha các bạn, 20 250.000 ạ. Dạ 21 là một con kìm cắt của nhà Victor. Con này dài tổng là 18 cm. Và những cái dòng kìm của nhà Victor nó cắt rất là tốt nha các bạn. Đây. Đó, Victor nó cắt rất là tốt. Và cái giá thành của nó thì không có thua kém bất cứ một cái hãng kìm nào. Đó, cái giá của những cái con này, các anh thấy là cái hãng này là nó, cái chất thép lẫn cái độ, gọi là cái độ cứng, độ bền của nó là rất là xuất sắc nha các anh. Đó, anh xài hàng Victor rồi anh biết nè. Đó, về phần đời cắt nè, đời cắt con này là còn ngon lành cành đào ha. Đây. Đó, khá là ok. Tuy nhiên thì đối với con này là có một cái chỗ này thì nó sẽ hơi bị dọc chút xíu này, các anh thấy không? Đó, này, cái chỗ đuôi góc chút xíu này. Đó, nên là nó làm cho con này nó hơi hở nhẹ ở phía dưới này. Đó, còn phía trên thì ok ha. Dạ rồi, con này mã 21 giá là 350.000 nha các anh, 21 350.000. Dạ mã 22 là một con cưa cành. Con này thì nó dạng size nha, size nhỏ ha, size lùn ha. Thì bung hết thì nó dài 27 cm với cái lưỡi là dài 12 cm. Con này thì nó rất là phù hợp đây, các anh có thể đi thăm vườn này, mình bỏ túi, bỏ ba lô này kia rất là ok ha. Con này thì nó được cái thứ hai là cái lưỡi của nó là dạng lưỡi mịn này, các anh thấy không? Cái lưỡi của nó khá mịn ha, nó có thể cưa những cái cành bé được, mà những cái con lưỡi thưa thì nó không cưa, những cái con lưỡi bé, lưỡi mịn như thế này á, nó có thể cưa những cái cành bé rất là ok ha các anh. Đó, không những cành bé mà những cành lớn. Đó, có nghĩa là cái dải của nó cưa nó rất là ok ha. Đó, đây. Con này là lưỡi size 12 này, các anh thấy không? Răng lợi là ngon lành cành đào nha các anh. Đó, hoặc là anh nào mình thích đi chơi đi phượt đó, mình kiếm những cái con cưa nhỏ nhỏ mình mang đi như vậy nó cũng rất là ok, ngon lành. Mã số 22, giá là 250.000 nha các anh, 22 250.000 ạ. Dạ 23 là một con kéo cắt thực phẩm dài 20,5 cm. Con này là hàng của Đức giúp em nha. Đó, Free Inox. Thép không rỉ đó các anh. Đó, con này thì dùng cắt thực phẩm gà vịt rất là ok. Ở đây là nó có những cái đường khứa này, nên khi các anh cắt các loại đó là nó sẽ có cái độ giữ, độ bám, chứ nó không có phải bị tuột nha các anh. Đó, Free đó, các anh thấy không? Kẹp càng cua đồ đây nha các anh. Mã số 23, giá là 300.000 giúp em ạ, 23 300.000. Và mã 24 là một con cảo sên xe máy ha các anh. Đó, con này thì hàng của nhà Fujitan giúp em ha, Fujitan giúp em. Đó, con cảo sên xe máy thì con cảo này rất là ok ha. Đây các anh có thể nhìn này. Đấy, khi mà các anh cảo này, thứ nhất là đối với cái phần này các anh có thể là mình di chuyển được cái phần mũi này ha. Đó, mình di chuyển lên xuống ra vô gì đó là di chuyển cái phần mũi, còn cái phần này ha là các anh có thể di chuyển được cái gọi là cái độ cái ngàm ra vô của cái ngàm này, các anh thấy không? Đó, nên là nó sẽ có hai nấc để di chuyển nha các anh. Đó, thì mình phù hợp với cái mức nào thì mình sẽ đặt cái kẽo đó vô rồi mình vặn cho nó phù hợp là được. Nói chung là con này thì rất là dễ dàng xài, dễ dàng sử dụng nha. Đó, và nó tiện lợi nữa, đây các anh có thể thấy này. Đó, nhỏ gọn, xài rất là ok ha. Mã số 24, giá của nó là 480.000 giúp em ạ, 24 480.000. Dạ 25 là một con đe rất là chất nha các anh. Trời ơi, con này thì các anh thấy này, chất thép nè, chất thép rất là xịn nha. Đó, ngon lành cành đào chưa các anh. Phần đế này, phần mặt đe này, thì con này nó mặt đe dài là 18 cm với độ rộng của nó là 6 cm nha các anh, rất là ok ha. Con này là bao ngon cho các anh này. Đó, không có gì để chê ở con này nha. Đó, rất là đẹp. Đó, phần đế này. Dạ rồi, Con này thì nó dạng là con hàng vintage đó các bạn. Anh là sưu tầm một chốt con này luôn được ha, mã 25. Giá của nó là 900.000 giúp em nha các bạn. Đó, con D 25 900.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.